đang nằm đói, chờ đói mọi người. Và họ phải nằm vật vã ngủ để quên một cái cơn đói. Ở châu Phi thì tình trạng này cũng rất là nhiều. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại một cái thành phố nhỏ ở phía tây nam của đất nước Ethiopia. Thành phố có tên là Telemi. Và chiều hôm nay thì các anh em sẽ đi một cái khu chợ ngay tại thành phố này. Và cái nơi mà Bùi Hồ đang đi đó là một con sông đã bị cạn nước. Nếu như cách đây khoảng vài tháng thì con sông này với những cái dòng chảy để cung cấp nước cho người dân Hammer, bộ tộc Hammer ngay tại Ethiopia. Thì vào tháng này thì con sông này lại trở thành một cái lối đi bất đắc dĩ. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ muốn chia sẻ cho cô bác quý anh chị về một cái khu chợ đặc sắc của bộ lạc Hammer, đó là chợ Telemi ngay tại thành phố Telemi. Bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ ha. Châu Phi nói chung và Ethiopia nói riêng, nước là một cái gì đó rất là quý giá đối với những người dân ở tại nơi này. Và khi đi chợ đó thì Bùi Hồ có mang theo một cái chai nước để uống nè mọi người, để phòng dự trữ những khi mà khác á, tại vì nước ở đây rất là khan hiếm luôn. Và cái lòng sông này cô bác quý anh chị có thể thấy nó rất là to luôn. Và hiện nay thì đã khô cằn cạn nước rồi. Những cái cây ở trên kia thì cũng biến thành những cái cây lá kim và rất là nhiều gai cô bác quý anh chị, để hạn chế sự thoát hơi nước. Đã bị khô cạn. Mà những người Hammer, bộ tộc Hammer họ khui một cái rãnh nước như thế này để mà lấy nước để sinh hoạt hàng ngày, thậm chí là uống luôn mọi người. Ở trong những cái video clip trước thì Bùi Hồ bắt gặp hình ảnh các em bé nè, các phụ nữ và kể cả những đàn ông múc nước từ những cái lòng sông này lên uống. Nó đã rất cạn kiệt rồi. Đây là một cái miếng nước mà cái anh người địa phương này múc đưa Bùi Hồ. Anh nói rằng là người dân ở đây họ sử dụng nước này để uống hàng ngày. Rất là bẩn luôn mọi người. Uống đi anh. Nước sạch là một cái điều gì đó đối với người dân ở bộ lạc Hammer nói riêng và người dân Ethiopia nói chung rất là quý hiếm. Đây là những viên đá rất là đẹp dưới cái lòng sông đã bị khô cạn nè mọi người. Người ta ước tính rằng ở châu Phi nói chung và Ethiopia nói riêng rất là nhiều đá quý như thế này và thậm chí là kim cương nữa. Mọi người thấy những cái viên đá này nó óng ánh ghê không? Rất là đẹp luôn ha. Đáng tiếc một điều á là khi mình lên sân bay thì bị hải quan kiểm và không thể nào đem về được. Bây giờ mình tiếp tục đi. Và đây là một cái người bạn đồng hành với mình trong cái buổi chợ chiều nay ngay tại thành phố Telemi. Người bạn này tên là what's your name? Aiki. Aiki. Bạn này là người dân địa phương ở tại đây và anh là một người Hammer. Hammer. Một người Hammer luôn. Và đằng xa kia là cái cảnh của những người dân họ đang dùng một con lừa để làm xích xe kéo. Donkey. 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 Taking water from the river. Donkey ở Winwater. Yeah. Đây là những cái con lừa và các chú này đang sử dụng lừa để mà đem nước về cái bộ lạc của mình. Đây là một cái con đường dẫn ra chợ Tolomi. Mặc dù là một cái khu chợ cũng khá là lớn ở ngoài kia, nhưng mà ở đây vẫn là một cái con đường đất xanh lầy như thế này. Và đây là những cái vết của những cái chiếc bánh xe bò, bánh xe lừa để kéo những vật phẩm từ chợ về. Đó là những người dân ở bộ lạc Hammer. Họ đi chợ, chợ nước, ra chợ bán. Đây là một người phụ nữ Hammer. Họ đi từ chợ về.
No, no. Giống như ở đầu clip Bùi Hồ có nói, nước là một cái vấn đề gì đó rất là khan hiếm. Những cái nước như vậy thì nó rất là quý giá đối với tất cả người dân, và họ phải dùng sức lừa chở ra những cái thành phố lớn để bán. Đó là những cái nước sạch họ dùng để uống. Và trên dọc cái tuyến đường này đi á, thì Bùi Hồ bắt gặp được hình ảnh những cây hoa sứ có tuổi đời hàng chục năm đến hàng trăm năm. Nếu như ở Việt Nam những cây hoa sứ á, từ hàng chục năm trở lên đến hàng trăm năm có giá trị bạc tỷ, thì ở đây nó lại được mọc hoang dại. Và thậm chí phía trước đằng kia kìa, có một cái cây hoa sứ nở rất là đẹp vào một buổi chiều như thế này. Đây. Đây là một cây hoa sứ trong rất nhiều cây hoa sứ mà các anh em bắt gặp trên đoạn đường. Cây gốc này thì cũng khá là nhỏ thôi. Nở hoa vào một buổi chiều rất là đẹp luôn ha. Đây là một cái khung cảnh vào một buổi chiều, nhìn từ cái khu thị trấn Ptolemy, gặp những cái dãy núi ở đằng kia kìa, rất là đẹp đúng không mọi người? Nhưng mà cái cảnh này á, thì còn rất là hoang sơ, và cuộc sống của người dân á, đầy gậy sự khó khăn, với sự thiếu hụt về nguồn nước nè, về lương thực nè. Và đa số những người hammer họ sống ở dưới những cái khu đám cây gặm gạp đằng kia. Nhìn cái cảnh này qua cái ống kính nhìn đẹp ghê luôn á. Đây là những cái đất ở Ethiopia có đá và sỏi. Có một cái câu chuyện nói về ở trong cái môn kể chuyện lớp 3, nói về đất nước Ethiopia. Đó là những người khách phương Tây khi mà họ đến viếng thăm đất nước Ethiopia, được những người quân lính ở cái chế độ vua chúa đó dẫn đi khắp nơi ở đất nước Ethiopia, cho ăn những cái vật phẩm ngon, uống những giọt cà phê ngon. Và lúc họ về á, thì cũng được tặng rất là nhiều vàng bạc. Nhưng mà trước khi họ lên cái chiếc thuyền để họ đi về phương Tây á, thì những tên lính yêu cầu những anh Tây này á, phải cởi cái đôi giày ra. Và họ lấy chiếc dao á, họ cạo hết cái lớp đất ra. Những người phương Tây thì rất là ngạc nhiên, hỏi là tại sao các anh có cho tôi rất là nhiều thứ, ăn rất nhiều thứ và thậm chí cả vàng bạc, nhưng mà tại sao anh phải cạo đất ở đôi giày tôi? Thì cái tên lính mới trả lời rằng là các anh có thể lấy đi mọi thứ ở đất nước của chúng tôi, nhưng đất là một cái thứ gì đó rất là đáng quý và các anh không thể mang đi, vì đất này là đất quý, đất yêu của chúng tôi. Đó là một cái câu chuyện ngụ ngôn nói về đất nước Ethiopia. Và bây giờ thì cũng gần tới khu chợ rồi mọi người. Very handsome. Yeah. Very handsome. Very handsome. Này anh nói là cái áo mình đang mặc nó rất là đẹp. Anh nói là muốn xin một cái áo này để làm kỷ niệm. Mình nói là chỉ có một cái áo đem qua thôi. Thank you. Hammer. They're from town council. Yeah. Council. Và bây giờ mình sẽ tới cái chợ Mekhit. Hammer no here village. Mekhit. Okay. Đây là một cái khu chợ chiều vào ngày chủ nhật nha mọi người. Và mình được anh Dezu, người bạn của mình, giới thiệu. Ở đây thì rất là vui. Và đây là một cái khu nhà nghỉ ngay tại chỗ này. Đây là con chó ở châu Phi.
Ở nhà nào mà có nhiều con vật á thì nhà đó sẽ giàu à. How are you? Những ngôi nhà được hàng rào thì được làm bằng những cây gừng. Và đối với đất nước Ethiopia thì những cái nguyên liệu như là sắt hoặc là xi măng thì rất là quý hiếm. Những ngôi nhà này là những ngôi nhà có điều kiện khá giả, họ mới xây được ngôi nhà kiên cố như vậy. Ok, thank you. Hello. Hello. No, no. Giống như ở đây một cái quán bar ngay tại chỗ này. Chắc không lầm thì đây là một cái khu chợ và họ có thể bán những cái con dê hoặc là những cái vật phẩm gì đó họ đem từ cái bộ lạc họ ra họ bán của người Hammer. Mặc dù là một trong những cái khu ăn chơi sầm uất như một cái khu chợ, nhưng mà cô bác quý anh chị thấy vẫn còn khá là thô sơ ha. Đây là người phụ nữ Hâm mà. Những người phụ nữ Hâm mà tóc của họ được sắn bẫy đất sét, bơ và một ít máu sữa dê. Nên có vẻ là một cái mùi hôi khá là đặc trưng luôn. Đây là tất cả các loại rau củ, dầu, thực vật. Muối là một cái gì đó rất là quan trọng đối với người dân Ethiopia, tại vì đất nước họ không giáp với biển. Ớt, cà chua, cà tím, đậu đỗ. Về tiền tệ của Ethiopia đó là bia. Đây là một người phụ nữ Hammer. Họ đang mua khu chợ trời nhìn khá là hoang sơ ở Ethiopia. Ở đây thì chắc có vẻ là nó sang trọng hơn, được bày bán trên những cái sạp cái kệ như thế này, có cả mái che. Ớt họ bán thành từng chén ở Ethiopia, có cả cái cân từ ngày xưa nữa mọi người. Mấy cô này rất là ngại khi mà mình quay phim. Đây là một cái sạp ẩm thực. Anh nhỉ, chơi chuối, chơi bơ, cà chua rất là to luôn. Và ở đây người ta cân bằng cái cây, cân những cái quả cân như thế này.
Quả căn này 500 nửa ký. Và để khi nào nó cân bằng với nhau á, thì lúc đó thì nó sẽ bằng. Chứ không phải căn đồng hồ giống như những cái nước khác ha. Nó sẽ nhảy như vậy. Khi nào mà hai cái móc chỉ này nó ngang nhau nè, hai móc này ngang nhau, như thế là được bằng. Và những cái trái ớt rất là ngon. Đây là ớt chim gừng. Give me money. Give me money. No money. Yeah. Cheese. Camera, camera. No, no, camera. No. Có những người đàn ông mang cả súng nè mọi người. Việt Nam. Việt Nam. Đây là một người đàn ông đang chở những cái thùng nước. Những con lười đang chở những cái thùng nước. No. Có những cái thanh niên giống như muốn xin tiền Bùi Hồ. I don't know, okay? Brother, this is crazy. No, this English. Yeah. No, speaking English. Sadeva. Hey, only Sadeva. Touch, bikini. Những người dân ở đây tỏ vẻ không thân thiện lắm. Ở Ethiopia và châu Phi nói chung, cái tình hình bất ổn vẫn thường xuyên xảy ra. Và những thanh niên khi mà Bùi Hồ quay những cái đoạn video như thế này, họ tỏ vẻ ra là cần phải xin tiền khi mà chụp hình quay phim. Đây là những con lừa đang chở thùng nước từ cái cây nước ở đoạn đầu hồ quay đem ra đây họ bán. I'm foggy. What? Ate. Đi theo Bùi Hồ thì có một anh thanh niên ở trong cái khu chợ này, anh giống như là một người bảo kê để mà giữ cái sự cho mọi người không bị tình trạng là xin tiền để quấy phá. Đây là một anh này nè, anh cứ đi theo suốt Bùi Hồ à. Anh mình nói là mình đang Sami. Mình đang rất là lo lắng và anh la những cái bạn còn lại. Cái tình trạng xin tiền giống như là một người bảo kê mọi người. Đi theo phải có một người dân địa phương dẫn như vậy thì mình mới bớt an tâm, còn nếu như mà không có thì mình sẽ rất là lo lắng vì cái tình trạng là xin tiền ngay tại Ethiopia. Trước đây đi đến đây thì mình cũng đã từng đọc được nhiều sách báo nói về cái tình trạng là bất ổn ngay tại châu Phi cũng như là Ethiopia. Son. 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 Yeah.
Yeah, yeah, okay. For the kids. Okay. For the kids. Okay. For me. Okay. Yeah. Small one. This đây là muối. Muối là một cái thứ gì đó đối với rất quý đối với Ethiopia. We can give them their all, we can share. Okay. Thì lúc ấy lắm. Muối mọi người. Yeah, but we study. Hello, lắm. Muối. Đã tao lắm. Tao rồi. Ê, chị bị chán à? Thế này chú. Có cái tình trạng là bán mắt cho khách du lịch đó, là bạn này là nói là không nên mua và lên trên kia. Trời cũng đã bắt đầu sụp tối. Nó mắc quá, bán vì nó thấp. Những người đàn ông thôi. Và giống như họ đang trêu ghẹo mình. Và phía trước là một cái khu trường học ở châu Phi. Một cái quán bia châu Phi mọi người. Đây là một cái chiếc xe 67 từ rất lâu rồi. Ở đây họ chạy rất là nhiều. Một người phụ đàn ông đang nằm đói, chờ đói mọi người. Và họ phải nằm vật vã ngủ để quên một cái cơn đói. Ở châu Phi thì tình trạng này cũng rất là nhiều. Kiếp người thật. Trời cũng đã bắt đầu sụp tối và buổi hồi xin chân thành cô bác quý chị đã xem video clip đến thời điểm này. Và bao nhiêu đó cũng để cho cô bác quý chị hiểu thêm về một cái khu chợ ở châu Phi nói chung và Ethiopia nói riêng. Một cái khu chợ bán rất là những cái đồ nông sản họ tự làm được. Và buổi hồi xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý chị ở video clip sau.